Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Vắt Tùng và đến với giáo án đường trên của The Side, đường trên của Weibo Gaming. Và ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Kale 13.10. Đây là con bài mình đã từng làm những giáo án của Soul Chamber rất là chất lượng rồi ha. Ngày hôm nay sẽ là kèo Kale cùng với Gwen khu đường trên ở tại rank Hàn. Và để xem là The Side sẽ xử lý con Kale này như thế nào nha. Let's go. Ok, Kale mức rank ở lobby này sẽ là rank cao thủ anh em nhé. Có một vài player kim cương. Bên kia thì có một bạn ở chắc ở Việt Nam. Chiến thần 2VN đánh ca thớt ha. Kèo Kale cùng với Gwen để xem xử lý đi đường như thế nào. Kale mang tốc biến dịch chuyển. Còn Gwen bên phía bên kia mang tốc hành cùng với dịch chuyển anh em nhé. Như các bạn đã biết thì 13.10 nó thay đổi khá là nhiều những trang bị của những con cần tốc độ đánh hoặc là chí mạng. Thì Kale cũng là một trong số những con được hưởng lợi từ cái cuồng đao Gunso được làm lại. Cuồng đao kết hợp cùng với móc diệt thủy quái và đao tím là bộ ba combo mà hiện tại Kale đang hướng tới tại khu đường trên, và nó cho một lượng sát thương quá lớn, sát thương theo đòn đánh và sát thương với tốc độ đánh cao. Và ngày hôm nay The Side đang bắt đầu test 13.10 xem là con Kale này như thế nào. Đây đang bắt đầu đọc trang bị 13.10 đây. Đánh đến đâu đọc đến đấy anh em nhé. Ba kho vẫn sẽ là móc diệt thủy quái, cuồng đao cùng với đao tím. Mình nghĩ là ba kho lớn nhất và ưu tiên lên trước đến từ một con Kale. Nhưng mà đi đường đầu trận cần phải xử lý khá là khéo con bài này vì nó là con tướng yếu anh em ạ. Cấp 1 bị ba thành viên đối phương úp sọt và có vẻ là khó cho The Side rồi. Tốc biến còn có hồi máu bị kiệt sức, tốc biến và lên bảng điểm số với chiến công đầu dành cho Irelia. Và sau đó đối phương tốc biến đi, cao chạy xa bay với tình huống đứng úp. Có vẻ là gãy rồi, vừa vào cấp 1 mất tốc biến, mất chiến công đầu vào tay của Irelia. Khó rồi. Kale mất tốc biến đi tốt, không khác là một con rip. Lấy được khá là nhiều spell của đối phương. Vẫn đang đọc trang bị anh em, vẫn đang test trang bị. Chưa test đến đâu thì đã bị đối phương khai thác rồi. Và tình huống lủng tầm nhìn vừa rồi xuất phát là một tình huống rừng không đứng tại bãi chim ở level 1. Đánh nhau diễn ra khu vực đường dưới. Cấp 1 nâng E. Tôi nghĩ là phải nâng E farm an toàn thôi. Quạt được một cái E vào người đối phương. Tại sao mình lại chọn The Side làm giáo án của Kale? Bởi vì các bạn đã biết là con Kale này còn từng thắng đường con dây nữa mà. The Side 2018 cầm Kale đánh thắng đường dây đi top 2019. Nhưng mà những cấp độ đầu thì bạn thấy là Kale nó cũng chẳng có gì để làm nhiều cả. Quê lính như thế này thì đành phải lát hit dưới trụ được con nào hay con đấy thôi. Thậm chí đam tay quá bé lát hit dưới trụ còn khó đây này. Ok. 57 đam tay ạ, trời ơi. 57 đam tay ở cấp độ 2. Lát hit như thế nào đây? 11 so với 7 CS, thua CS ở 2 turn đầu rồi. Không biết là xong 2 turn thì Gwen đi đâu đây? Gwen giật về. Cấp 2 nâng cho mình đó là E đứt. Rồi, đến cấp 3 trước rồi. Phải farm an toàn lên 6, có tay dài để farm tiếp anh em ạ. Trước level 6 thì cố gắng giữ mạng nha. Solo kill đối phương là điều quá khó rồi. Đánh lên tầm cao thủ Hàn thì người chơi người ta không có bị solo kill level 1 giống như những giáo án mình hay làm của Soul Chamber nữa. Thường những sai lầm đấy nó sẽ xuất phát từ những player tầm mức rank kim cương trở xuống. Đánh lên tầm cao thủ trở lên thì người ta thường là người ta biết chơi hết rồi. Không ai bể để chết bởi một con Kale level 1 cả. Tân lính đẩy cao, không có tốc biến. QE cấu rỉa cái nhẹ và sau đó thì quay lại lát hit ha. Ok, 20 CS cắm mắt. Cắm mắt cua trên, nhưng kể cả là có mắt cua trên nhiều khi vẫn chết anh em à. Không chắc lắm đâu nhưng mà Gwen tốc hành từ nhà đến trường xong ca thớt lên hồi kiệt sức lại là cũng mủ đó. Tôi nghĩ là phải reset nhanh wave này để cho nó thành một wave đẩy ngược lại thôi. Nhưng mà reset được hay không khi mà lượng sát thương đến từ Kale lúc này nó dọn lính cũng khá mất thời gian. Chơi luôn. Mày thích thì chơi, thích thì chơi. Đứt lên đánh tay, quạt được cái E có thêm số của nhịp độ chết người. Gia tăng thêm một ít tầm đánh, dừng đâu lên băng trụ bạn ơi. Quang Quy cấu rỉa thêm một E nữa. Lách nhẹ của E Quy từ Gwen và sau đó thì là một tình huống tiếp tục đẩy đường. Gwen có lẽ sẽ về nhà TP lên. Thảy cho E Quy khỏi cho về đâu bạn. Bật sẵn một cái E để đó thôi, chưa thảy Quy nha. W lên, quăng Quy. Solo kill không bạn? Con Kale này nó có cái E reset đòn đánh nhà, đánh tay. Rek'Sai đào hầm hất tung đi bạn ơi.
Thất tung đệ, quạt cái E ăn mạng nào. Ui, không ăn được mạng. Trời ơi. Đam quá bé để ăn cái mạng vừa rồi các bạn à. Thật sự rồi, Rek'Sai ăn mạng để Snowball Early cũng ok. Karthus lên rồi, Wave chưa được reset. Có dịch chuyển thôi, khỏi cần reset anh em, có dịch chuyển khỏi cần reset nhá. Anh em đánh bằng tốc biến thì đánh bằng tốc biến Theodos thì cần reset chứ còn không có. Theodos cầm ê Rek'Sai một hit nữa bạn ơi, một hit nữa, Link đánh đi. Ok, không tệ, không tệ. Có TP khỏi cần đi. Quay như thế để đấy về cũng được. Tôi nghĩ là Gwen cũng không còn lính để đóng băng nữa đâu. Hai mạng cho Rek'Sai và The Sai là chỉ có hai cái assist mà thôi. Và đồ đầu tiên sẽ hướng tới sẽ là một cái đao tím. Một trang bị để đánh cùng với các pháp sư khu đứng trên. Và đã vượt qua được 5 level đầu một cách tôi nghĩ là tương đối suôn sẻ. Một mạng của Gwen cùng với một mạng của Karthus là hai con tướng không có tốc biến. Nên là ăn được hai mạng dành cho team của The Sai, trong đó có hai cái assist thì cũng có một lượng kinh nghiệm cộng thêm tương đối đáng kể để kêu lên 6 sớm hơn. Quyết định trả đam bằng EQ chứ không phải là last hit rồi, bấm luôn hai bình rồi, vừa ló đầu ra con Gwen nó cầm một cái gậy bùng nổ nó cắt nửa cây ạ. Ác. Gwen lên 6 trước rồi. The Sai thì còn khoảng chừng 3-4 con nữa. Đang đứng nhìn lính này. Khổ quá ha. Trong nhiều kèo đi top thì mang theo bước chân thần tốc để có thể trụ lane. Nhưng mà trong một vài kèo thì nhịp độ nó vẫn là tối ưu sát thương nhất. Ok, sắp level 6 rồi. Chắc là không sợ băng trụ đâu ha. Tốc biến cũng sắp hồi rồi. Tiếng E tính cấu rỉa như đối phương bật luôn xương la bất bại. Đây là tân lính mà thực ra last hit không khó. Với lượng tốc độ đánh hiện tại thì last hit không phải là quá khó nha. Bị trượt mất một con. Đó có lẽ là con duy nhất bị trượt. Ok. Có tay dài rồi anh em ơi, farm chiêu chiêu thôi anh em ơi. Đối phương all in thì bật chiêu cuối trả đam cùng với rút lui. Tầm này thì farm chiêu chiêu và chờ đối phương sai lầm thôi. Nhiều người thấy con kêu yếu lao lên đánh một cách vồ vập. Và bị nó trả sát thương chết ạ. Gwen lao lên cấu rỉa thôi, quạt liên tục. Tung luôn chiêu cuối đến từ cả hai bên rồi, tốc biến còn tới The Sai. Gwen mất máu quá nhiều, đánh tay E dứt điểm, đó là một pha solo kill. Ok chưa? Kêu không dễ giết được như thế các bạn à. Cái chiêu cuối bây giờ nó còn không hạn chế tầm đánh nữa mà. Vừa chiêu cuối vừa đánh tay các bạn ơi. Đó chính là một cái đợt chỉnh sửa rất là tốt dành cho Kêu để có thể đi đường với các con đấu sĩ. Và bản cập nhật trang bị này nó là bản cập nhật giúp cho con Kêu này có thêm khá là nhiều trang bị OP. Một pha solo kill dành cho The Sai. Reset xong wave và sau đó về nhà bổ sung giày 2. Như vậy là quyết định nâng cấp giày 2 trước. Chứ không phải là ôi mất khiên trụ rồi, mất 175 tiền rồi. Mất rồi. Tiếc quá trời tiếc luôn. Đợt lính hơi to và The Sai quyết định di chuyển về hơi vội. Có lẽ cũng sợ áp lực đến từ mid rừng đối phương. Có cái gì nhanh nhẹn tính là hit and run tốt rồi. Và những con tướng đấu sĩ theo dạng Onin như kiểu là Gwen mà không có phương án rút lui nếu mà lao lên á thì là cúc chắc luôn. Bây giờ sang lại một kèo đấu mà con Gwen không thể kiểm soát con Kêu tăng tiến sức mạnh được nữa. Để mà đè con Gwen ra đi CS cùng với ăn khiên trụ thì cũng không phải là dễ nhá. Nhưng bây giờ thì có thể chơi ngông được rồi, đánh nhấp nhả cấu rỉa. Đam bé nhưng mà đánh lâu thì cũng cũng vào. Đó, gãi tầm nửa cây rồi đấy, thậm chí từ nhà đến trường solo kill rồi. Tốc hành chạy đến từ Gwen, tốc biến đánh tay E. Từ nhà đến trường các bạn ơi. Đam thì bé nhưng mà quạt một lúc thì cũng có biến anh em à. Karthus đã xuất hiện tại khu đường trên để có thể dọn lính rồi. Đi lane mà bị kêu solo kill là tương đối nặng nha các bạn. Rồi, Rek'Sai lao lên Q hất tung thành công. Có điểm hỗ trợ dành cho The Sai. Và sau đó thì Karthus sẽ dọn tân lính được bao nhiêu con đây. Còn nguyên một tân xe. Gwen không có dịch chuyển. Rek'Sai mua chắc là cung phong linh ha. Đây là một phiên bản mà nhiều bạn hỏi là cái đồ thần thoại như là một cái móc cái ám muội nữa. Chỉnh sửa thì những con như Rek'Sai lên cái gì thì cung phong linh thôi. Mình thấy khá là nhiều người chơi bạn chăm Rek'Sai lên cung phong linh. Ăn được một khiên trụ và cố gắng reset wave trước khi con Gwen nó tung chiêu cuối từ nhà đến trường anh em ạ. Gwen bắt đầu không cho The Sai reset wave rồi. Lách chiêu cuối lần 2 bị làm chậm nhẹ nhẹ
Chiêu cuối lần 3 bị làm chậm nhẹ nhẹ, sắp tức là chưa đủ đến từ vị trí của Wen, và đó là một tình huống W kịp hay không? Đứt trước hay... Rồi. Xong rồi, xong cái lane này rồi các bạn ơi. Khúc cầu hồn vang lên, chiêu cuối. Trời má, nó vừa cooldown luôn. Ui. Hay thật sự, vừa hay mà vừa hên. Cho Rek'Sai tân lính đấy và quyết định đi về luôn đến từ đường sai, rén lắm rồi. Đó là một lượng kinh nghiệm cũng tương đối, nhưng mà thôi, quyết định để Rek'Sai ăn thì còn hơn là chết. Ba một ba, 69 chỉ số lính và nãy giờ là chưa chết sau tình huống chiến công đầu. Xong rồi, con quen trầm cảm rồi. Các bạn nhìn quạt cái bãi người đá này cũng thấy tương đối oan tà là vằn. Mỗi lần quạt được một tí tí đi ra. Nhưng mà tốc độ đánh cao, tốc độ đánh cao thì tính ra đam per min vẫn to. Bây giờ thua 2 level, thua 1 level rưỡi rồi. Thì ai cản con kêu này lên 11 đây, 11, 13 là những ngưỡng sức mạnh mà tính là kêu của The Sai lên được, 16 thì còn phải tùy team anh em nhé. Nhưng mà thấy thấy trận hiện tại cánh dưới với cái KDA của hai team đang là 40 như thế này thì cái lượng kill tổng ấy, thậm chí bây giờ là 11 4 luôn cho team The Sai thì tôi nghĩ là ván này lên 16 được, thậm chí còn lên sớm luôn đấy chứ. Với lợi thế landing như thế này của The Sai thì tôi nghĩ là lên 16 tầm 23 phút. Ngưỡng 22 23 phút là rất sớm anh em nhé. Ngưỡng 26 27 phút thì là bình thường. 30 phút thì là nó hơi trễ rồi. Vì có những ván đấu đến tầm 30 phút nó end rồi. Về lấy đau tím thôi. Lớp kiến trụ này còn hơi nhiều máu, quyết định về và dịch chuyển trở lại khu đường trên hay như thế nào đây. Bot có đánh nhau, thực ra là bây giờ dịch chuyển xuống bot được luôn này. 10 phút dịch chuyển được rồi đấy. Nhưng mà quyết định chưa dịch chuyển đến từ đường sai, dịch chuyển vòng sau lính chém luôn không nhỉ? 950. Vừa đủ cái đao tím, quyết định là đi bộ lên top. Đao tím rồi móc diệt và cuồng đao. Nó là hợp lý. Nhưng mà để xem lên cuồng đao trước hay lên móc diệt trước anh em nhé. Với ba kho này tầm cấp độ 18, à nhầm cấp độ 16 là nó quạt hết à. Nó chỉ cần thêm một cái đồng hồ nữa thôi các bạn. Đồng hồ nhỏ cũng được mà đồng hồ cát thì càng tốt. Tầm đấy nó quạt bấy bá luôn đấy. Bản này thì cái dịch chuyển nó cho phép dịch chuyển toàn bản đồ ở phút thứ sau 10 phút anh em nhé. Nhưng mà sau 10 phút sẽ được dịch chuyển lung tung rồi. Nhưng mà cái lane top này vẫn cần phải bám farm lấy kinh nghiệm cái đã. Đánh tay cấu gì ăn trụ thôi. Tích số nội tại. Giữ số nhịp độ rất tốt luôn. 4, 5 số, 6 số nhịp độ rồi. Liên tục vào mồm nhả xương lam chui vào luôn trong xương lam tung chiêu cuối solo kill đối phương, vừa chiêu cuối vừa đánh tay và e dứt điểm. Sát thương chiêu cuối nổ ra cũng là tương đối cho tình huống vừa rồi. Chui thẳng vào xương lam bất bại băng trụ một con quen. Bây giờ thì cái lane này còn cái gì để mà nói nữa đây. Một cái lane quá là chênh lệch. Và cái đợt chỉnh sửa mà tung chiêu cuối không bị giảm tầm đánh các bạn. Nó quá là lỗi. Quá là lỗi đâu, kêu này đi. Đường giữa cũng đang có một tình huống đánh nhau. Và đó là một tình huống Akshan gỡ được một mạng hạ gục của Karthus. Nhưng không giết được Irelia, tức là không hồi sinh được Rek'Sai. Còn lane top đến cái lúc con kêu nó băng trụ nó giết người thì thôi rồi. Chịu hẳn rồi. Proxy lính cấp độ 11 đã có phun số nội tại quạt lính rất nhanh và tôi nghĩ sẽ là tiểu về thôi. Wade đã được proxy như thế này thì có thời gian chống về và bổ sung trang bị, sau đó thì dịch chuyển trở lại nếu cần. Đường giữa đang có một tình huống đánh nhau diễn ra. Chưa đủ tiền để lên gươm phẫn nộ và bán luôn một cái khiên để lên gươm phẫn nộ. Mid PK có vẻ là khá căng rồi. Khi mà phun số nội tại nó sẽ cho bạn khả năng dọn lính như thế này đây. Mid thì Kog'Maw đổi mạng tùm lum rồi. Trụ đường trên không còn nhiều máu. 5 khiên trụ. W lên quạt luôn ạ. Quay lại ăn khiên trụ cuối cùng vào đây. Liệu rằng có phải là trụ 1. Trụ 1 toàn bản đồ cho kêu. Thôi. Giàu thì thôi rồi. Như vậy đồ 2 sẽ lên cuồng đao chứ không phải là móc diệt anh em nhé. Đao tím thì nó cho sát thương trên đòn đánh tay anh em nhé. À, sát thương phép cộng thêm cho những đòn đánh tay của kêu. Rồi, Karthus lên rồi. Không có chiêu cuối từ đường xa nhưng còn tốc biến và Karthus không có CC. Quạt luôn. Gặp thằng nào cũng quạt luôn. Đánh tay E và sau đó thì quạt liên tục Karthus cút rồi. Quá khỏe các bạn ơi.
Ca thớt bay màu rồi và Lulu đang ở phía sau để búp cho Dersai. Dersai đang lách bi của Ca thớt tốc biến đánh tay e đánh tay. Và đó là double kill cho Dersai, băng trụ giết cả top lẫn rừng ở bên kia có vẻ là trầm cảm lắm rồi. 6-1 dành cho Dersai. Có ở lại farm thêm đường trên hay không đây khi mà Gwen vẫn đang trên bảng điểm số quyết định về đến từ Dersai hay không. Quay lính là hơi xa rồi, tân lính vừa rồi Dersai proxy nhưng mà vẫn còn một con và nó giữ cái thế lính nó ở hơi xa cái trụ. Không có lính để ăn trụ rồi các bạn ơi, nhưng mà mid lane kiểu gì mà Lulu về bị con Irelia đâm chết thế kia. Thôi được rồi, farm thêm tân sau nữa. Lúc này thì Gwen có thể trở lại chung với Karthus nha. Mất tốc biến đến từ Dersai nhưng mà còn chiêu cuối sắp kịp hồi lại. Quyết định là không ăn trụ đường trên hơi mạo hiểm. Đây là cái trụ, ui, Irelia TP phía sau ạ, còn chiêu cuối từ The Side, lách lưỡi kiếm tiền phong cái nhẹ, làm choáng trượt thôi rồi, lách hết tất cả mọi thứ và quạt này thì TP đi đâu đây, TP đi đâu đây, Irelia cầm suy vong 6 mạng, 7 mạng, 7 năm Irelia TP ra phía sau, bị The Side quạt chết mà không làm được bất cứ thứ gì cả, tiếp tục là Gwen có định solo, The Side đang chờ hồi quy đúp là tôi nghĩ chơi luôn đấy ạ, Gwen có thể EQ lên không, một pha quang quy trúng đến từ The Side, trừ giáp trừ kháng phép. Rồi, EQ vào từ Gwen tung sưng làm bất bại và chiêu cuối quang rút lui quạt liên tục từ Dersai còn luôn chiêu cuối. Chiêu cuối này có lẽ sẽ để có thể phòng thủ Karthus nếu Karthus có R anh em nhá. Còn con Gwen này thì khỏi cần rồi. Con Gwen này khỏi cần rồi anh em à. Cố gắng ăn trụ đường trên đây là 600 tiền, 2.600 tiền đang cầm trên người rồi. Nếu như Karthus giật khúc cầu hồn thì vẫn còn đó một cú chiêu cuối thần linh định đoạt để có thể rút lui. Karthus ra phòng thủ té thôi. 2.700 rồi các bạn ơi. Irelia cũng có thể lên cái combo kiểu như là đao tím, cuồng đao. Nó vẫn là một combo cho Irelia rất nhiều sát thương, gương di vong nữa. Để xem ván này Irelia build cái gì đây. Thực ra đang có một mảnh chí mạng ở đấy rồi. Lúc này thì đã có cung gỗ, cuồng đao Gunso, giày 2 và đao tím. Đẩy lẻ thì luôn luôn cần một con mắt kiểm soát ha. Cầm một con mắt này đi đẩy lẻ cho nó tự tin. Cầm một con mắt này nó dễ đẩy lẻ hơn hẳn luôn á. Cánh dưới vừa đánh nhau và đổi mạng rồi. Khúc cầu hồn vang lên và Dersai đang tranh thủ đi farm. Đồng đội PK cánh dưới và gãy hai người nhưng Dersai lại có khoảng trống để đi farm cánh trên. Giật tới giật lui sẽ quyết định đi đâu đây. Quyết định ra khu vực đứng giữa để có thể ăn lính, ăn trụ hay lên đường trên phòng thủ trụ của Gwen. Gwen đang push way khá to và quyết định đến từ Dersai là giật lên khu vực cánh trên để phòng thủ trụ. Không cho Gwen cơ hội để có thể gỡ trụ rồi. Cánh dưới thì vừa rồi Varus đã phải lên bảng điểm số. Và đây là con Gwen đã cấp độ 13, vòng ra phía sau, cắm mắt kiểm soát bụi cỏ chạc 3, đối phương không có tầm nhìn đúng không, mất e dọn lính đúng không. Thì đi, farm như farm một con rip thôi không có gì cả. 100 tiền còn lại cho cái mạng của Gwen. Quá là fit rồi. Tên lính đường trên cũng được đón một cách trọn vẹn và đây sẽ là một con kêu cấp 14 sau chỉ 17. 17 phút, cấp 14. Thế này thì đúng là tầm 22 phút. Có thể là cấp 16 thật anh em ạ. Tầm đấy những con tướng trung bình level của nó có thể tầm 13, 14 gì đấy thôi. 14. Thì lúc đấy là hai level lệch. Và lệch một cái chiêu cuối ở cấp độ 3 cùng với lệch cấp độ 16 cho Kale thì nó... quá khó rồi. Quy trượt, đánh tay. Cố gắng lách đi ca thớt. Đẩy đường và ăn trụ trước. Trụ trước người sau thôi. Gwen đã lên rồi. Cân 2 đến từ Dersai chăng? Chiêu cuối sẵn sàng. Quy đánh tay, Karthus cút trước, tung chiêu cuối thần linh định đoạt. Đối phương không còn khúc cầu hồn anh em nhé. Tiếp tục đánh tay, Gwen lao lên cắt level 10 đánh với level 14. Làm cái gì ở đây? Cấp độ 15 sau chỉ 18 phút. Những cái mạng của Karthus cùng với Gwen nó búp quá là nhiều XP đi. Lượng kinh nghiệm cộng thêm cho con kêu đi đường này nó không những đến từ chỉ số lính. Đến từ quái rừng cướp được mà đến từ cả những hạ gục nữa các bạn nhé. Mà toàn là những tình huống cân 2 thôi. Đối phương có thể R-flat quả này hơi cúc rồi. Nếu mà vào đó R-flat là cúc nha. Thôi đừng R-flat bạn ơi, tôi xin bạn đấy. 1.000 tiền đấy bạn ơi. Đừng R-flat please. No. Đừng R-flat. Sao nó chạy nhanh thế nhở? Nó không R-flat, nó R thôi. Má, cái gì mà chạy nhanh thế? Bị shut down rồi. Gián đoạn một chút lên 16 đấy từ The Side. Móc diệt thì quái còn thiếu mất một tí tiền và đồng đội nếu ăn trụ đứng dưới là có đủ tiền luôn này. Ok ok ok, bán tái sử dụng là đủ tiền rồi. Dịch chuyển sẵn sàng. 3 đồ sau 19 phút là cấp độ 15 luôn rồi. Đồ 4 thì để xem mua cái gì nhá anh em nhé.
Nó có rất là nhiều option ở đồ 4 dành cho một con Kayle với đồ như này thì đam khá to rồi. Nếu mà lên đồ thủ thì còn đó. Đồng hồ Cazonia. Đam thì là thương phục hận lấy làm chậm hoặc là lấy thêm tốc độ đánh thì những món trang bị như kiểu gươm suy vong cũng ok nhưng mà tự nhiên là nhìn dư tốc đánh lắm rồi. Huyền thoại tốc độ đánh rồi. Là TP đây. Là TP bố láo đây, Irelia. Được sai còn tốc biến nhưng mà không có chiêu cuối nhá. Dọn lính là cực kỳ nhanh. Dính lưỡi kiếm tiền phong đánh tay tốc biến né làm choáng đánh tay đánh tay. Và solo kill vị trí của Irelia. Solo quên nhìn đồ ở bạn, đây là một con Kayle 3 trang bị lớn. Cái lượng sát thương phép cộng thêm trên mỗi đòn đánh của nó là quá nhiều bạn nhé. Móc diệt cộng thêm sát thương trên đòn đánh. Cuồng đao nó giúp cho các bạn có thêm tốc độ đánh cộng dồn cùng với tích được nội tại của đao tím cùng với nội tại của móc diệt nhanh hơn. Lượng tốc độ đánh quá cao khiến cho cái khả năng gây sát thương theo những đòn đánh của con Kayle này nó cực kỳ rác. Còn chiêu cuối nhưng không, tự nhiên đang tính nó là không cần dùng nhưng thật cứ dùng cho nó chắc ha. 20 phút đã level 16 rồi các bạn. Ăn quá trời kinh nghiệm, thêm con Baron búp nửa cây kinh nghiệm level 16 nữa. 20 phút cấp độ 16 và tầm này đồ thì đánh cái gì nữa đây? Irelia cũng có định thử đam con Kayle một chút. Công nhận đam nó to. Sách trường bề dài hả? Bây giờ con Kayle này một mình nó một lane rồi. Bá đạo một phương rồi. Ai có thể cản được con Kayle ở cánh đầy lẻ bây giờ? Irelia đã thử sức nhưng mà thất bại nhá. Mà pha solo đấy còn sai còn thậm chí không có chiêu cuối nữa cơ. Còn một cái tốc biến thôi. Dính lưỡi kiếm tiên phong nhưng mà tốc biến né làm choáng là quạt hết rồi. Khóc rồi. Gwen lúc này đã thua tới 5 level. Cực kỳ khó đánh với một con Kayle cấp độ 16 như vậy. Bây giờ kéo 3-4 người xuống bắt nó thì may ra. Muốn bắt con Kayle này phải có CC anh em ạ. Mà bây giờ nó có thể có Lulu phía sau búp. Hoặc là chờ một chút nữa hồi chiêu cuối nữa thôi thì khỏi bớt sát thương nó luôn. Mà nguy hiểm ở chỗ là nó vừa chiêu cuối nó vừa đánh tay ấy chứ. Nó vừa bất tử mà nó vừa trả đam rác bỏ sư ra. Trung bình cấp độ lúc này đang là tầm cấp độ 13, 14 gì đấy trên tài bản đồ thôi các bạn. 22, 23 phút đến nó tầm 13, 14 cấp độ thôi. Nó kêu cấp 17 rồi. Farm rất tốt theo thời gian và đồ tiếp theo đang muốn hướng tới là một trang bị cộng tốc độ đánh nữa, gươm suy vong. Cũng là một trang bị on hit. Có thêm hiệu ứng đòn đánh. Và bây giờ sẽ là tình huống cố gắng búp Baron để áp lực cánh dưới. Trong lúc đó thì không biết đồng đội đã làm gì ở cánh trên rồi. Chiêu cuối có đến từ The Side. Tốc biến thì không. Lulu đang di chuyển lấy tầm nhìn trước. Baron đẩy ở hai lane tay dài khá nhiều nhưng chưa ăn được trụ vì nãy giờ những cái quay lính nó chưa vào cùng với nhau. Nó phải là thế lính vào cùng nhau ở hai đường. Ôi đồng đội vừa rồi đường giữa đã có giao tranh và đã đổi mạng giữa hai xạ thủ. Bây giờ khoảng trống cho The Side đây rồi. Đối phương đánh đường giữa và cánh dưới, các bạn nhìn con Kayle 2.3 tốc độ đánh với full số cuồng đao. Thêm số nhịp độ nữa nó có thể là con số rất cao. 2.4 rồi. Lulu búp phía sau nữa, 2.5. Quạt liên tục, liên tục, liên tục và liên tục. Xương Lam bất bại. Cố gắng rút lui. Tiếp tục lao lên quạt. Đó là hai quạt, một người, có Lulu búp. Mất nỏ tử thủ và bay màu luôn đến từ vị trí của Irelia. W tăng tốc độ di chuyển quạt. Sát thương chưa đủ từ đợt sai, tầm đánh là cực kỳ xa với 6 số nhịp độ chết người. Khúc cầu hồn vang lên tới từ cá thớt trong bất lực rồi. 15 mạng dành cho The Side. Bây giờ những chống chịu thuần cũng chịu không nổi. Phá lao lên đánh tay ba đòn đối phương tốc biến vào trong bể đá cổ. Đến đòn thứ tư là gãy vị trí của Varus rồi. Đến đòn thứ tư là có người gãy rồi các bạn ơi. Khổng lồ hóa được dùng. Chiêu cuối còn. 4, 4 hit. 4 hit một mạng. 4 hit một mạng các bạn ơi. Cho các bạn xem cái lượng sát thương với 4 hit đánh nó là như thế nào nhá. Đánh tay E. 500 sát thương phép cộng thêm. 400 sát thương phép cộng thêm. Đó là những sát thương phép đến từ móc diệt, đến từ đao tím cùng với đến từ nội tại cuồng đao được kích hoạt thêm.
bốn quạt một người các bạn, không nói nhiều. Dễ ha. Nhìn chơi kêu ở đằng xa thấy cũng dễ ha. 34.000 sát thương sau 23 phút. Đây là lượng sát thương như thế nào với con kêu đây? Con kêu là khoảng chừng 6 phút đầu các bạn thấy lượng sát thương nó gây ra là cực kỳ ít. Mà 23, 24 phút vẫn gây được nhiều đấy sát thương là tầm một đồ trở đi bắt đầu nó gây sát thương quá rác rồi. Bên kia Gwen không 11 ạ. Gwen fit phải là không thấy mặt trời đâu luôn, fit như chôn luôn. Không thể đi lane nổi, không thể farm nổi lính, không thể cả nổi nó lên level 17, 18. Đợt đầu game đấu mà 20 phút đã có cấp độ 16 và cái thời điểm đấy thì nó cũng là dấu chấm hết cho bên phía team 1 rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án kêu nữa. Lần này không phải là sao cho mông mà nó là The Sai. Một giao án ở rank Hàn với sức mạnh đến từ 3 core vẫn là quá khủng khiếp tại thời điểm này nếu các bạn dùng được nó và vượt qua được giai đoạn đi được. Hẹn gặp lại anh em những giao án khác nha. Bye bye.